mời cô Trang vào. Đây là căn bếp nhà em. Ấm cúng quá. Rất là gọn gàng. Mẹ Jenny rất gọn gàng đấy chứ. À vâng. Thực sự luôn đấy. Đây là rất là đẹp. Bếp này trong lúc mà em nấu cơm thì Alex cũng có thể chơi được ở đây. Chị rất là thích ý tưởng gọi là tích hợp như vậy. Vì là mình không thể nói là mẹ ở không gian riêng, con ở không gian riêng được. Em có thể điểm qua một chút về nội dung của cái giá này được không? Nó gồm những cái giáo cụ hay là đồ chơi gì? Cái này thì là đồ chơi bác sĩ, bác sĩ này. Thì nó có cái phần 500 này là nó có thể xếp hình. Ok. Thích xếp theo cái cách sáng tạo của bạn đấy. Cái này thì là về kem này, xong bạn ấy kiểu tìm các chữ cái này, xong bạn ấy xe lắp vào mình. Rất hay. Đây là những cái đồ chơi linh tinh kiểu tổng hợp thì em sẽ bỏ ra. Em bỏ đi hết rồi. Bởi vì là chị cũng thấy là tại sao ít đồ chơi ha. Đây là kiểu như ngôi nhà đấy đúng không? Đồ chơi gọi là housing, role play housing, doctor game, puzzle game, magnet puzzle. And then we have the alphabet here. And then we also have like kind of mixture of different things. Okay. Ở đây lại có góc âm nhạc nữa này. Ở dưới này có phải là đạo cụ em dạy học đúng không? Không ạ. Đây là đồ chơi. Wow. Tuyệt vời. Các bạn động vật này. The animals, the animals tray. Đây là như kiểu là the habitat. Một cái hoàn cảnh ấy, xong rồi Các bạn ok. Thì bạn ấy sẽ kể chuyện được, và đây là phần đất nặng đúng không? Vâng, cái này được làm bằng từ đất nặng đấy ạ. Ok. Đây là góc chơi của con và góc làm việc của mẹ. Như chúng ta thấy đó là mẹ thì có việc của mẹ, thì con thì có việc của con. Làm thế nào để hai mẹ con có thể hòa hợp được? Làm thế nào để một cô bé Alice 4 tuổi có thể được tham gia vào việc nhà? Cô ấy cảm thấy là ôi, hôm nay có một mớ rau mình có thể nhặt giúp mẹ này. Hay là khuấy trứng giúp mẹ để có tiết mục nấu nướng bánh này. Alice lấy giúp chị, hình như là chị có thấy ở phía góc nhà trong bếp là có cái ghế gọi là stepping stool rất đúng không? Cái bậc tam cấp. Cái này là nó cao hơn so với chiều cao của con, nên là em có sẵn cho con. Đúng rồi, trong không gian gia đình thì chúng ta nó không giống không gian ở lớp học. Mình không thể có các đồ vật nó quá thấp được, mà bố mẹ sẽ là người sử dụng cái không gian này nhiều hơn. Tuy nhiên con vẫn có thể tham gia vào cùng các hoạt động dọn rửa hoặc là chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp sau bữa ăn bằng những sự trợ giúp như này. Rất là vui vì Alice sẽ cảm thấy thoải mái đúng không? Để đứng lên trên bậc này và làm việc. Bạn ấy có với được tới phần nước không? Vậy mình gọi cái này là stepping stools. Ở đây thì nó có ba cái step như thế này. Và water tap, and then we have the two sides for hot water and cold water. Ok, very good. Rồi, bây giờ nếu mà được bổ sung á, thì chị sẽ thấy như sau. Cũng là cùng cái giá giáo cụ này, chị rất là thích cái giá này. Mình có thể bớt, mình để 1 đến 2 hàng như này cũng được ha. Ở đây thì chị thấy là có phần đất nặng này. Nhưng mà ở tuổi của Alice ấy, nếu mà Alice được thực sự là bạn ấy đã sử dụng cái đất nặng này để tạo ra câu chuyện rồi, nó ở phần thành phẩm. Mình nên thêm một cái ngăn ở đây là đựng đất nặng thô. Còn cái câu chuyện chị biết là các bạn ấy dính hết lên người rồi các thứ đúng không? Thì cái đó nó thuộc về kỷ luật tích cực. Thế nên nó là một bài toán khác, nhưng không vì việc đó mà chúng ta lại làm hạn chế cái cơ hội để con có thể gọi là vận động tinh và vận động thô. Chị nghĩ là phần này rất là cần thiết. Thêm một khay nhỏ ở đây. Đúng rồi. Và ở tầng cuối em có thể giúp chị. Hôm nay chị cũng mang đến đây những cái bộ gọi là đánh bóng và dọn rửa cho bạn ấy. Và cái vị trí phù hợp nhất cho các cái dụng cụ đánh bóng dọn rửa này không đâu khác chính là trong bếp. Rất là vui vì căn bếp của Jenny thực sự là rất là phù hợp đấy. Em sẽ giúp chị mang các cái đồ này nhá. Ok, chúng ta sẽ... Ở đây thì chị có đánh mã màu sẵn rồi. Em thấy nó có quen không? Nó giống như cái bộ hồng kia. Thì bây giờ chị đang đánh bóng, chị đang đánh mã màu là bộ hồng này là dành cho... lau gương ha, mình gọi là mirror polishing. Bộ này có thể dành để đánh bóng gỗ. Cái màu này là wood polishing. Cái màu này là mình sẽ làm tùy thích thôi đúng không? Đúng rồi, tùy em cảm thấy thích đánh mã màu như nào. Cái này thì chị sẽ dùng là hoạt động chuyên để lau lá. Nhà mình có cái cây lá nào mà thấp, ok, thì mình sẽ để ở đây nha. Còn đây sẽ là lau kim loại, đánh bóng kim loại. Vậy mình sẽ gọi nó là mirror polishing, wood polishing, this one is leaf cleaning or leaf dusting.
còn đây sẽ là metal. Metal polishing. Và đương nhiên là mình sẽ có cái phần gọi là dự trữ, supply. Cái phần supply để đây để bạn có thể thay thế khi dùng xong. Mình sẽ để ở đây. Ok. Trong căn bếp thì có cái đồ gỗ nào cần không? Đấy, chị nhìn xem nhá. À đây. Cái chỗ này nó bẩn đấy. Thế thì thay vì là chơi đồ chơi thì mẹ Jenny bảo là Alice, can you help me? Thế là mình có cái phần này. Dạ. Bạn sẽ đánh bóng. Da 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 da. So. Và cũng có bọc biển ha. Vâng. Đó. À, em có thể thêm, ở đây chị không có xi, mình có thể có xi thêm vào để bạn ấy đánh bóng các đồ gỗ này. Vâng. À, tương tự như vậy với lá cây rồi là các cái đồ kim loại là bạn có thể đánh bóng được. Đố Jenny biết là vì sao mình phải đánh mã màu. Tại sao không dùng một cái khăn không mình lau chung? Câu này khó nha. Cũng em nghĩ là nếu mà bạn ý biết rằng là cái này dành cho cái tức là màu vàng này dành cho cái này thì bạn ý khi mà mình nói là con sẽ lau giúp mẹ cái phần này thì bạn ý sẽ nhận định được, thứ nhất là bạn ý sẽ nhận định đây là gỗ này. Đó. Chính xác. Cái đánh mã màu này đó. Giúp cho bạn ấy nhận biết về các chất liệu. Dạ. Mình gọi là distinguish materials, wood, metal, magnetic things. Tiếp đi, còn lý do nữa đúng không? Lý do nữa là như kiểu là màu cho nó đại khái là giống như kiểu cái lá thì nó sẽ có màu xanh. Ok. Thì bạn ý sẽ khả năng liên kết sự vật sự việc. Vâng, ok. Vậy. Mình gọi nó là thing or nature association. Dạ, em có cái gọi là cái cây thủy sinh hoặc là một cái cây nhỏ nào để bàn không? Cây thủy sinh cây để bàn. Có phải? Ok. Mình chờ giây lát nhá. Trong lúc đó thì mình quan sát thêm. Hoặc là để sau cũng được, để sau cũng được, tí nữa đi. Jenny, tí nữa. Rồi, tiếp nha. Cũng nhân thể là chúng ta đang có mặt ở trong không gian bếp thì chúng ta xem Jenny, mẹ Jenny và em bé Alice có thể cùng nhau làm những hoạt động gì vui nữa không? Ở đây chị cũng đã chuẩn bị sẵn này. Chị gọi, chị gọi đây là hoạt động cắm hoa. Với hoạt động cắm hoa ấy thì mình sẽ cần những cái khay mà không thấm nước như thế này. Mình sẽ lấy một cái này nha. Một lọ hoa này. Em để luôn ở đây, đó. Mình sẽ cần một cái kéo đấy. Và một cái có thể là một cái xô hoặc một cái cốc to để đựng. Nhưng mà kéo này chắc là to quá so với Alice. Mình sẽ cần, tức là mình đang tưởng tượng là tất cả cùng vừa tay bạn ấy. Không sao. Sau ngày hôm nay Jenny sẽ bổ sung thêm. Nhưng mà mình hiểu đây là flower arranging activity, hoạt động cắm hoa. Ok. Mình có thể đặt nó thay cho một cái gì đấy mà bạn đã được chơi lâu rồi. Xong rồi vài tuần nữa mình quay vòng lại sau. Ok. Được. Thế thì chị thấy là đây các hoạt động nước này. Thế thì chị sẽ ok rồi, được đấy. Thế ngoài việc là cắm hoa ra nhá, thì ngoài hoạt động cắm hoa thì sẽ có một số hoạt động làm bánh, chuẩn bị thực phẩm. Đây chị sẽ chuẩn bị sẵn đây. Để giúp cho mẹ Jenny chuẩn bị thực phẩm thì chúng ta có chày và cối. Ok. Em có một ít garlic and onion. Here we go. Wow, đẹp quá. Nhưng mà sẵn là đã được bóc sẵn rồi. Bóc sẵn luôn. Ok. Nhưng mà lẽ ra là phải để cho bạn ý tức bóc đúng không? Thì mình sẽ gọi đó là hoạt động bóc tỏi. Dạ. Gọi là garlic peeling. Tuy nhiên, đúng rồi, mình có thể cho vào cùng thì bạn sẽ thấy cái chu trình á. Dạ. Và cái khoảnh khắc khi mà bạn giã xong nhá, bạn bóc xong, bạn giã xong và mẹ cầm cái này lên. Dạ. Mẹ thả vào chảo á, thì bạn ấy sẽ biết được cái chu trình, bạn ấy sẽ học được môn toán. Tức là các cái tính trình tự, từng bước này. Đó, cũng như là học về ẩm thực đương nhiên rồi. Dạ. Và cái hoạt động này thì nó là vận động thô cho bạn này. Dạ. Đây. Bắn đúng. Ra ngoài. Đúng rồi, kiểm soát lỗi đấy, không bắn ra ngoài. Và đồng thời là bạn phải điều chỉnh cái cổ tay, the wrist. Và cái thế cầm. Thế cầm này chính là thế cầm bút sau này. Mình gọi đó là thế, gọi là pincer grip. Thì các hoạt động này tưởng chừng như không liên quan đến viết, mà tí mình lên tầng 2 thì nó lại rất là giúp cho bạn ấy sau này vào lớp 1 ấy. Một cách tự nhiên bạn ấy viết những cái chữ nhỏ, bạn ấy không cảm thấy bị đau tay. Thì là phải có những hoạt động này từ trước. Thì chị sẽ set up luôn phần này nha. Đây, mình sẽ để đây. Ok, em có thể đặt giúp chị lên kia luôn. Chị sẽ giúp em cho này vào tủ ha. Thấy hết bằng làm việc đúng không? Ok, làm kem. Nào. Ice cream making activity. Bây giờ mình cần một cái quả gì đấy. Nhà em có trái cây gì không? Có quả watermelon đấy. Watermelon tuyệt vời.
kem to nhé. Cho luôn vào đây không sao. Mình sẽ à đây đây. Cam được em, cam được. Ừ, mình làm hai trái cam đi. Ok. Ok, hoạt động làm kem, nhưng mà kem này là kem cam. Trời ơi, làm sao ra ngoài hàng mà có kem cam được? Và kem thì cũng rất là nước đúng không? Đó. Ok, mình sẽ đặt lên đây nha. Đây. Ôi, cái okay. Này to quá. Ừ, không sao, chị nghĩ là đây. Có lên trong ạ. Thôi, mỗi một lần á thì em để một loại thôi. Đúng rồi. Đương nhiên là Jenny sẽ bổ sung thêm ha. Nào, bây giờ hoạt động làm kem. Em sẽ quan sát xem là ví dụ để cắt cam ra hay là em sẽ chuẩn bị những cái lát cam cắt sẵn chẳng hạn. Đúng rồi, đó thì mình bổ sung thêm. Nhưng mà đây để mình nhớ. Mình bổ sung thêm một cái dụng cụ để cắt cam ra đúng không? Nếu như Alice chưa đến tuổi cắt cam thì em sẽ là người cắt và em để sẵn những lát cam đã cắt rồi. Đó. Và thêm nước này. Đúng rồi, và thêm mình phải thêm cả sữa này. Rồi là ngoáy cho bạn có cái thìa để ngoáy này xong mới đổ vào. Đúng rồi. Thế là hoạt động này là tiếp tục. Thấy thế dần. Ok, chúng ta tiếp tục nhá. Ở đây thì có một số dụng cụ làm bánh. Dạ. Đó. Whisk and spatula and kind of spreader and a tong and a knife. Tạm thời ở đây thì đang chưa có nguyên liệu làm bánh nhưng mà gọi là để bắt đầu đã. Đó, dạ. Jenny có thể tự suy nghĩ xem là cho vào đâu. Cái này có hai cái giống nhau. Đúng rồi, nếu mà hai cái đã giống nhau mình bỏ một cái đi ha. Ok. Bạn ấy sẽ không hào hứng với đồ chơi nữa đâu. Mà bạn ấy sẽ thích làm việc nhà ha. Ngoài ra thì chị cũng có chuẩn bị sẵn cho Alice một cái tạp dề. Đó thì mình có thể treo nó hoặc là mình gấp nó. Mình có thể để nó ở đây. Tạp dề rồi găng tay, tóm lại là những cái dụng cụ chi đó. Để giúp cho bạn làm việc. Ok, rồi bây giờ mình cùng ngắm nhá. Chị thấy gian bếp như vậy là đã rất là ổn rồi đấy. Thế là mẹ nấu cơm xong rồi con sẽ hỗ trợ luôn những cái đồ này xong rồi mang vào để mình. Ừ, đấy 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 đúng rồi. Nhưng mà đôi khi chờ bạn ấy nó hơi lâu. Dạ. Tại vì nhiều khi là bạn ấy sẽ làm, bạn ấy thích khám phá nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà dần dần ấy, nếu ngày nào mình cũng kiên nhẫn cho bạn ấy. Nhiều khi là bạn làm xong chị phải làm sau nữa. Còn nhiều khi để kịp, ví dụ kịp rau là nhiều khi bạn rửa xong ba nước xong thì mẹ đã phải luộc xong rồi. Ừ, là chuyện bình thường. Wow. Ok, bây giờ mình tổng kết lại nhá. Vâng. Thành quả của chúng ta đây ạ. Chúng ta điểm lại nhá. Mình có góc flower arrangement and then food preps and then ice cream making, baking and then supply, polishing. Rất nhiều các hoạt động như vậy. Jenny ơi, vậy là chúng ta đã gọi là mời Alice thêm vào các hoạt động chăm sóc bản thân và chăm sóc môi trường. Toàn bộ từ sáng đến giờ chị em mình gặp nhau mới là môi trường đơn ngữ thôi. Để đảm bảo rằng một gia đình mà muốn song ngữ thì trước hết phải là một gia đình đơn ngữ mà an toàn, hạnh phúc cho bạn ấy đã. Bạn ấy phải cảm thấy mình được đóng góp vào môi trường, bạn ấy tự chăm sóc được cho bản thân. Sau đó thì mới tính đến việc là làm thế nào để mở rộng 2 đến 3 ngôn ngữ cho bạn ấy. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng bật mí xem nhá. Yeah, okay. Ok, goodbye.